người ta mới thấy được. Con này là con gì đây không biết luôn quý vị ơi. Này ngộ ha, không biết con này có gì đâu, không biết luôn. Ở đây không biết này chưa? Ở đó chưa từng thấy con này. Buồn này, san hô mà san hô sống rồi. Cái này nó chắc một loại san hô hay là rong biển gì đây, lòng biển chắc là rong biển nào. Bùa gai này thì có gai đó, có chừng bị ngứa đó, đừng đụng đó. Không ngứa, bình thường à. Ngứa không? Không ngứa thì mình chạm thôi. Sợ chảy máu không? Dạ. Ủa nó quẫy vậy? Nửa ký. Phải chừng 200 gram à. Con này để siêu tầm được, bỏ vô lồng trứng á, bỏ lồng kiến á. Quật lạ hay chú chờ? Giặt lạ thiệt mà, chưa từng thấy. Ở mấy mươi năm mà chưa từng thấy con này. Nhưng mà từ lấy anh cùng nó mà nó không bóp vào. Không, nó không sao, bình thường nó còn sống rồi. Sao vậy á? Không phải sao. Năm cánh à? Rồi san hô hay rong biển gì thôi. Rong biển mà nó có động vật thì sống rồi không? Nó sống mà.